Hello anh em, mình là Quê Nguyễn. Và sau khi mình làm các bài giảng dạy Antium thì nhiều người PM hỏi mình rằng cách làm nào để tạo ra một cái thư viện Antium. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái thư viện Antium một cách hoàn chỉnh nhất, cách và có thể share cho bạn bè hoặc là những người khác dùng. Cuối video thì mình cũng chia sẻ cả những cái thư viện mà mình đang sử dụng. Ok, bắt đầu thôi. Ok, để cấu thành một con linh kiện ý, thì nó cần có hai thư viện chính, đó là thư viện Schematic và thư viện PCB. Thư viện Schematic thì là chứa các chức năng của các chân và để chúng ta có thể design đi dây vào các chân đó, như là các cái bài 3 mình vẽ thư viện nguyên lượng mạch nguyên lý, thì chúng ta sử dụng các thư viện nguyên lý này để vẽ lên, để áp vào cái mạch đấy và vẽ. Thứ hai đó là thư viện PCB. Thư viện PCB là thư viện mà chúng ta có thể in được cái con linh kiện đấy ra ngoài thực tế. Thư viện này bao gồm là các chân, khoảng cách các chân, độ dài, độ dài, độ rộng các chân, độ dài, độ rộng của IC và một cái hình 3D để chúng ta có thể nhìn một cách trực quan hơn. Ok, thế để tìm những cái thông tin này để vẽ ở đâu thì đầu tiên chúng ta mở datasheet của con đó lên. Bài hôm nay thì mình sẽ ví dụ cho các bạn mình vẽ con DS3231. Đó là một con IC về thời gian thực. Thì đầu tiên thì vẽ nguyên lý, thư viện nguyên lý. Thì chúng ta lấy mấy cái chân này ở đâu? Thì các bạn vào datasheet này. Các bạn Ctrl F. Đây, trong ô tìm kiếm này các bạn gõ là pin config configuration này. Đây. Thường sẽ là configuration hoặc là pin out. Thì trong cái bảng này nó sẽ hiển thị cho các bạn các chân và chức năng của các chân này. Ví dụ mình lấy con DS3231 thì chân đầu tiên là chân 32 kHz, chân thứ hai là chân VCC cắm lên nguồn, chân thứ ba là chân INT, thứ tư reset đó. Để hiểu rõ hơn các chân này thì các bạn có thể đọc datasheet thì nó sẽ mô tả các chân này làm cái gì. Trong bài này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là tạo thư viện nguyên lý theo cái này thôi. Ok, đã có thông tin thì đầu tiên các bạn vào Antium này, các bạn chuyển sang tab Project này. Đây là thư viện mình đang mở sẵn nhé. Các bạn vào File New Library, Schematic Library. Đó. Nếu mà các bạn không hiện lên cái tab SCH Library này thì các bạn vào vào ở đây. Các bạn click vào đây, chọn tích lên cái library này và trong này chuyển chuyển từ từ tab project sang SCH library. Ok, thì mặc định nó sẽ có một con linh kiện cho sẵn tên là component 1. Đầu tiên các bạn vẽ một cái chân, các bạn vào plate pin, click vào đây, click vào màn hình. Ok, hoặc là các bạn nhấn PP PP thì có thể vẽ được. Các bạn để ý cái pin này, khi mình di chuyển này có dấu X ở cái chỗ đầu chuột này thì là cái chân này để kết nối với các dây bên ngoài. Thì mình ví dụ chân 16 mình ở bên này thì mình sẽ để cái chân 16 hướng ra bên ngoài thì sẽ vẽ cái body nó ở đây. Ok chưa? Các bạn click đúp vào cái chân này.
Display name là gì? Display name chính là chức năng của cái chân đấy. Đó, ví dụ như là chân 1 là 32 hertz. Mình sẽ sửa. Đó là 32 kHz. 2 kHz. Ok. Designator, designator là thứ tự của chân. Chân này là chân 1, mình sẽ sửa thành 1. Ok. Ấn ok. Sau đó các bạn ấn PP để có thể vẽ thêm các chân khác. Con này là có 16 chân, mình sẽ vẽ 16 chân. Ấn cách để quay nhé. Ok. Sau đó các bạn chỉ sửa lại hết các chân này. VCC. VCC. Ok. Ok, vậy là đã chỉnh xong các chân. Thì các bạn thấy nó hơi bị ngược. Thì mình sẽ đổi ngược lại. Các bạn quét tất cả. Ấn X để lộn theo chiều X. Đó, mình sẽ chuyển sang bên này. Lộn theo trục tung đấy. Các bạn ấn X thì nó sẽ quay ngược lại. Ok, sau đó các bạn vào P Rectangle. Các bạn vẽ một đường bao cho nó. Các bạn thấy là nó sẽ bị che cái chữ đi. Các bạn click đúp vào cái ô mình vừa vẽ. Tích vào Transparent làm trong. Đó. Vậy là các bạn đã vẽ xong một cái thư viện nguyên lý rất là đơn giản. Nếu các bạn không muốn sửa bằng tay này thì có một cái trick sử dụng Excel. Các bạn có thể lên Google search đây. Các video hoặc là các bài viết rất nhiều làm. Các bạn có thể làm cái bước này nhanh hơn cách sử dụng Excel. Ok. Trong bài này thì mình sẽ không hướng dẫn lại cái đấy bởi vì mình video cho đấy là khá nhiều rồi. Sau đó các bạn đổi tên. Các bạn click đúp vào chữ component, đổi tên. Mình sẽ đặt là IC hỏi chấm. Tại sao mình lại đặt là IC hỏi chấm? Bởi vì khi đặt IC hỏi chấm ấy, sau đó sau khi bạn kéo linh kiện ra, các bạn dùng cái công cụ TAN như cái bài 3 mình vẽ nguyên lý ấy, thì nó sẽ tự đánh số cho con IC này. Ví dụ như là các bạn để IC1, IC2 thì nó rất dễ bị lỗi. Default component thì các bạn để cái gì cũng được. Mình sẽ để là DS3231. Ok. Cái symbol preference này là cái tên các bạn lưu trong thư viện. Để mà kéo nó ra, ấy, mình sẽ lưu là DS3231 SMD. Ok. Các trường parameter này thì các bạn có thể add sau được. Model này thì cũng có thể add sau. Bởi vì mình chưa vẽ thư viện PCB cho nó. Ấn OK. OK. Các bạn ấn Ctrl S để lưu lại. Ví dụ mình lưu nó là test đi.
Mình tạo. Vậy là đã xong cái thư viện nguyên lý, sau đấy mình sẽ tạo một cái thư viện PCB. Các bạn vào new library. PCB library. Ok, để tìm info của con DS3231 này thì một là các bạn search chữ package package đấy, các bạn cần enter đến khi nào ra một cái package type hoặc là cái gì đấy liên quan đến package package information đó, thì cái loại package mà con này đang sử dụng đó là 16SO. 16SO là gì? 16SO là 16 small, là loại 16 chân này, kiểu nó là small outline. Thì nếu các bạn thấy cái chữ SO này hơi tối nghĩa thì các bạn có thể lên lên Google search 16SO package. Đó. Các bạn nhìn xem nó có giống cái con IC của bạn đang sử dụng không? Thì SO 16 đây. Hoặc là các bạn có thể tra cứu trong một cái tài liệu. Mình sẽ để link ở dưới này, dưới phần mô tả video này. Thì trong cái tài liệu này nó có mô tả một số cái chuẩn chân IC hay sử dụng. Ví dụ như là AX, ASEAN này. ASIO mình chẳng biết đọc là cái gì, là cái chuẩn dành cho chở và tụ cắm này. Đó. Chở các kiểu. Không phải tụ, chở thôi. Chở và cuộn cảm cắm ấy. Loại giống con chở ấy. Đây các loại như là FPGA này. Đó. Cái tụ giá à chở dán, cái tụ dán thì nó là định dạng chip 0201. Đấy, chip 0402. Với 0402 là 0,4 inch, với 0,04 inch nhân 0,02 inch. Các bạn nhớ nhá. Ví dụ cái loại chở mình hay sử dụng nhất đó là chở 0805, 0805 thì định dạng của nó là chip 0805. Đó. Là 0,08 inch nhân 0,05 inch. Dài nhân với rộng này. Cái định dạng cái con IC mình đang sử dụng đó là short SO. SO chính là small outline. Mình sẽ tìm xuống cái chữ small outline này. Đó, nó thuộc các định dạng như là small outline interim cycle, small outline package này. Đó là định dạng này đây. Với cái con này thì nó không có cái dimension. Thì thực ra thì một số các datasheet khác, thường là đa số các datasheet thì nó có các dimension để cho mình tự thiết kế. Ví dụ như là mình lấy một con, đó là con AD5933 này. Các bạn căn cho nét. Search package. Đó. Con này định dạng của nó là String Small Outline Package. Là SS Short. Thì nó sẽ có cái Outline Dimension là các thông số để cho mình có thể tự vẽ. Đó. Và thông số này là mm nhé. Tùy vào cái bảng người ta sẽ cho mm hay là inch, nhưng thường là mm. Thì có ba thông số là max này, min này và cái phần trung bình. Ok. Để mà tạo một cái một cái PCB library thì mình sẽ tạo sử dụng cái tool đó là IPC
compliant footprint with that. Đầu tiên các bạn chọn Next này. Các bạn chọn đến cái kiểu package, có kiểu đóng gói chân của nó. Đó là kiểu, với con này thì là kiểu SO, thì SO với cái SOP thì nó na ná giống nhau. Thì mình sử dụng là loại SOP, Small Light Package. Mình ấn Next này. Ok, các bạn có thể lên mạng để tìm thêm các thông số để có thể viết vào trong này cho nó chính xác hoàn toàn với cái con DS3231 bạn dùng. Hoặc là các bạn có thể ấn Next để theo các default này cũng được. Ví dụ như là width, width gram, height này. Height là độ rộng giữa hai cái chân của nó này. Ví dụ mình lấy ví dụ luôn với cái con này đi. Con này đi, height của nó chính là đây. 7,8 này. Max là 8,2 này, min là 7,4 này. Thì các bạn cứ nhập cái min và cái max vào đây. Tất cả các thông số này trong dataset đều có hết. Ok, mình không cần nhập, mình cứ để default thôi. Bạn next này. Đây. Mấy cái này trong dataset có hết nhá. Cứ để default là được. Next. Next. Mấy cái phần này thì các bạn nếu mà biết chút tiếng Anh thì có thể tự hiểu nó là cái gì, mình không cần nói qua quá nhiều. Các bạn bỏ chọn này đi, các bạn lưu với cái tên mới của các bạn đi. Ví dụ là loại này là loại S16, mình sẽ lưu với cái là S16. Lưu tại current PCB file. Lưu lại cái file trong cái file hiện tại. Các bạn có thể render ra cái 3D hoặc là không, mình không cần render ra 3D. Next. Finish. Đó. Nó sẽ tự động tạo ra một con IC mà các bạn không phải ngồi vẽ từng chân một, đo từng chân một. Có cả 3D mình được. Ok chưa ạ? Đó là với con IC bình thường, linh kiện dán đi. Thường thì linh kiện cắm mình sẽ sử dụng cái widget này là component widget. Next. Trong widget này thì nó có diode này, tụ này, diode này. Các loại chân cắm như là dip này, dual inline packet này, là dip đấy, chở này. Thì các bạn theo những cái này cũng có thể tạo ra, theo các thông số ở đây, cũng có thể tạo ra được các linh kiện theo ý muốn của mình. Đó, các bạn chọn lại cái unit này là mm cho dễ sử dụng. Đó, ví dụ như là hole bao nhiêu này, độ rộng này. Khoảng cách này, khoảng cách giữa các chân này. Đó. Finish. Đó, thì nó tạo ra một cái kiểu ASIA 0.6. Kiểu này là dành cho chở. Nói chung là các linh kiện cắm. Mình không sử dụng nên mình cứ delete như thôi. Nhưng mà cái này thì nó không gen ra 3D cho các bạn nhé. Các bạn phải tự search 3D trên mạng. Ok, vậy là đã tạo ra được thư viện PCB. Các bạn ấn Ctrl S để lưu nó lại. Hoặc là ấn Save này. Lưu lại mình sẽ lưu đúng giống cái tên của cái kia, đó là Test. Ok. Vậy thì nếu như các bạn thấy rằng cái tool này nó tự sinh ra cái 3D nó hơi xấu ấy, thì các bạn có thể lên mạng search cho mình. Ví dụ như là SO16 đúng không?
Các bạn vào trang 3D contentcentral.com. Bạn login. Search cho mình là SO16. Đó thì nó sẽ ra một cái con kiểu chân lẽ ra 16. Điều các bạn cần làm đó là chuyển cái này thì bị dạng step. Step. Đúng rồi. Step này. Zip à. Download. Click vào chữ SO16. Ok, sau khi download các bạn mở nó ra. Giải nén. Check here. Thì nó sẽ có một cái file step. Các bạn vào cái Anvium. Chuyển sang cái tab Mechanical 13 này. Các bạn xóa cái này đi. Đó là xóa cái 3D body của nó đi. Các bạn vào leg 3D body. Chuyển sang Generic 3D model. Top size. Load from file. Chọn đến cái chỗ các bạn lưu vừa nãy là download này. Step. Đến ok. Click vào view 3. Ok, cái thư viện à cái link viện cái này nó đang bị lộn ngược thì các bạn sẽ chỉnh bằng các rotation các trục ở đây. Ví dụ mình sẽ xoay trục này 90 độ đi. Thế là nằm ngang rồi. Mình sẽ xoay trục còn x 90 độ. Ok, vậy là nó nằm đúng đúng chỗ rồi đấy. Các bạn cho nó vào. Thực ra cái con DS3231 này có hai kiểu đóng chân, một là SO16, một là SOC16. Thì mình sẽ SOP16, mình sẽ đao cái SOP16 về. Bởi vì cái kiểu package này nó không giống SOP16. Thì nó mới đúng hơn. Ok, các bạn click vào. Chuyển thành step này, download này, lâu giải nó ra. Ok, các bạn vào lại đây, xóa, xóa đi, click, body, body. Chọn lại đến cái đây ok 16. Ok, ok 3 thì view lại.
Đó. Kiểu này thì nó sẽ đúng hơn. Nhưng mà các bạn nên sử dụng dimension, cái phần dimension này. Đó, để xây dựng cho cái con IC của mình đúng so với data sheet. Các bạn cố chọn cái data sheet nào nó có cái phần dimension này nhé. Ok, vậy là mình đã add xong cái 3D body cho con cho thư viện PCB này. Lưu này. Save. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ link hai cái con thư viện này với nhau. Để link được hai cái thư viện với nhau, các bạn click vào chuột phải à, click vào nhiều quá. Click vào cái DS3231 trong cái thư viện Schematic. Sau đó các bạn ấn S. Ok. Các bạn chọn Browse. Chọn đến phần Test. Chọn đến cái thư viện mà các bạn lưu con đấy. Click vào cái Shop 16. Ok. Ok. Thêm các parameter ví dụ như là mã hàng. Ví dụ như là mình mua con này ở bán linh kiện ý, bán linh kiện này. Hoặc là bất kỳ cái trang nào nhé. Các bạn mua ở nhà cung cấp nào thì các bạn có thể search mã hàng và cho nó vào. DS3211 số IC16. Ok. Các bạn lấy cái mã hàng của để lấy cái mã hàng này. Các bạn dán vào. Đó. Ok, add thêm tên linh kiện nữa. Đó. Con này là số IC 16. Mặc kệ sao. Cái này mình làm demo thôi nhá. Thứ hai là chủng loại. Thứ ba là chủng loại. Giá. Ok. Đơn vị. Ok. Vậy là ok, các bạn đã link được cái thư viện này vào với nhau, và khi sử dụng thì các bạn chỉ cần add cái thư viện này vào và kéo con linh kiện này ra sử dụng như bình thường ở chân nét. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo ra một con linh kiện. Nhưng mà ví dụ khi làm cái thư viện kiểu này ấy, thì có một cái lỗi xảy ra, đó là khi các bạn tạo ra quá nhiều thư viện à quá nhiều linh kiện ấy, thì khi mà các bạn add cái thư viện này vào Antium thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là giật lag, và các bạn không thể nào chia cái thư viện này ra thành các thư viện nhỏ để có thể search theo cái chủng loại của nó chẳng hạn. Ví dụ như là mình dùng con DS3231 này, nhưng mà ví dụ như mình quên mất tên của nó là cái gì thì mình không biết là sẽ search như thế nào. Thì có một cái cách mà người ta hay sử dụng để làm thư viện nhất, đó là thư viện tích hợp. Đó, thư viện tích hợp là như nào? Thư viện tích hợp ấy, thì là như này. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra nhiều các thư viện schematic và thư viện PCB nó gộp vào với nhau. Ok, mình sẽ tạo một cái thư viện tích hợp project này. Click vào Integrated Library này. Chọn đến nơi lưu này. Ok. Lưu là clip until test. Ok. Sau khi
tạo được cái thư viện tích hợp này thì các bạn vào mở cái thư mục chứa cái thư viện đấy ra. Đó, ví dụ như là unlib admin test. Các bạn thấy là nó đã không có gì. Các bạn copy từ cái phần những cái mà thư viện các bạn đã tạo. Ví dụ mình copy một ít thôi nhé. Mình copy phần jump với IC đi. Cái test. Đó. Bạn copy này. Paste vào cái thư viện các bạn vừa mới tạo. Paste. Ok. Sau đó các bạn vào Antium. Nhấn vào Add existing to project. Chọn là all file. Bạn quét hết. Bỏ cái này đi. Low button. Sau đó save project này lại. Sau khi đã add vào ấy thì các bạn đầu tiên là các bạn ấn click vào đây này. Ấn complete integrated library. Chờ một lúc để nó complete. Nó sẽ biên dịch cái thư viện này. Sau đó các bạn vào system chọn message. Đó, đây là cái hay của nó là nó sẽ báo cho các bạn biết những cái nào là lỗi thiếu này. Ví dụ như thư viện jump của mình đang bị thiếu các footprint, could not find gp 1.3.c.c. thì với cái cách này các bạn có thể quản lý được các cái lỗi đó là thiếu footprint. Thì các bạn khi nào các bạn complete mà khơi thấy không còn cái warning hoặc là error nào nữa thì cái thư viện đấy của bạn chắc chắn là chuẩn. Thì các bạn có thể chọn theo đúng các thư viện trong này, thư viện chia nhỏ của mình ấy, hoặc là các bạn có thể tìm phát theo thư viện to đều được cả. Ví dụ như là DS3231, DS3231 đó, thư viện to đều có. IC thì không có này, PET là có này. Đó. Thì bạn Ok, bài giảng của mình đến đây là kết thúc. Thì có khá nhiều điều mình nói hơi vấp thì các bạn có thể bỏ qua cho mình. Hy vọng thì các video sau thì mình sẽ nói một cách mượt mà hơn. Và cuối video, và đây là món quà mình dành tặng cho các bạn, đó là cái bộ thư viện mình đang sử dụng. Thì cái bộ thư viện này thì nó có khá là đầy đủ các thư viện cơ bản, như ví dụ như là connector này, cảm, điện trở, diode, các header, IC thông dụng, jump, transistor, led, tụ điện. Thực ra thì nó cũng thiếu khá nhiều những LCD, các module, nhưng mà cho các bạn làm quen với phần việc tạo thư viện thì mình nghĩ cái thư viện này cũng khá là đầy đủ rồi. Và nếu mà thiếu cái gì thì các bạn có thể tự tạo theo hướng dẫn của mình để làm cho cái thư viện có thể đầy đủ hơn. Ok, bài giảng của mình hôm nay là hết. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng sau.